Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kizito. Hôm nay công ty chúng tôi gồm hai người, đó là tôi và anh Thủy ạ. Đấy, xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống thị trấn Tam Dương, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc để khảo sát thiết kế cho anh Nhật một ngôi nhà tại đây. Thì mời các bạn cùng chúng tôi xem là cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi như thế nào và cái cung đường xuống thị trấn Tam Dương, Tam Sơn này như thế nào, cùng với các cái yếu tố phong thủy xung quanh cái khuôn viên khu đất nhà anh gia chủ tại đây và cái nhu cầu mà anh muốn chúng tôi xây dựng lên. Và các bạn hãy chờ đón xem cái sản phẩm mà công ty chúng tôi làm ra cho các vị khách hàng nó xuất phát từ cái gì của bên công ty chúng tôi và cái quá trình phục vụ của công ty chúng tôi đến vị khách hàng là như thế nào. Thì mời các bạn cùng xem cái quá trình phục vụ của công ty chúng tôi nhé. Đây chúng tôi đang đi qua cái chợ Nhạo Sơn thì chắc chỉ còn 2 cây nữa thôi là chúng tôi đến được thị trấn Tam Sơn rồi. Đến nhà của gia chủ ạ. Thì đường vào thị trấn Tam Sơn này cũng tương đối xấu, chắc đang trong quá trình chờ đặt lại. Thì huyện Sông Lô này thì có cái thị trấn Tam Sơn này là đang giáp cái thị trấn ở trên kia là thị trấn Lập Thành, trung tâm y tế huyện Sông Lô. Đường rất nhiều ổ gà. Đây là tương đối phát triển nên là đường mới bị xuống cấp như này. Xây dựng nhiều đúng không anh? Xây dựng nhiều, chắc là nhiều bỏ đá. Đấy thì hôm nay anh dẫn đường chúng tôi đi qua cái lối này, đi đường cao tốc xuống nút giao Văn Quán, đi xuống khá là nhanh. Đấy, hôm nay chúng tôi xuất phát từ Hà Nội để xuống tới Sông Lô. Thì mời các bạn cùng xem xung quanh cái khu vực đường xuống thị trấn và các cái công trình hiện trạng ở nơi đây xem họ như thế nào. Và đây là cái khu vực trung tâm của huyện của thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô. Đất cũng khá nhiều là công sở, cũng nhà to thì cũng tương đối nhiều đấy ạ. Đây, ở đây vẫn rất là xanh mát, nhiều cây. Mời các bạn cùng xem cái khuôn viên khu đất nhà gia chủ nhé, để tôi còn hỏi đường. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng cái flycam để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà bác từ trên cao ấy, xem là các cái hướng chính nhà mình xem nó như thế nào, và bố trí các cái gian phòng bên trong cho nó hợp với phong thủy, và xem cái khuôn viên hiện trạng khu đất như thế nào để cháu quét lại cho nó chính xác. Yeah.